Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh và hôm nay thì em sẽ làm video để giới thiệu cập nhật cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Veloz thời điểm hiện tại, thời điểm tháng cuối tháng 5 và đầu tháng 6 năm 2024, một thời điểm mà anh chị cũng nghe ngóng được là có giảm thuế trước bạ đúng không ạ? Thì thời điểm hiện tại thì em đang giảm rất sâu, một cái hỗ trợ rất là lớn cho dòng xe Toyota Veloz này. Thì đầu tiên thì em sẽ đi xung quanh một vòng ngoại thất của xe và cập nhật cho anh chị về giá bán cũng giá lăn bánh thời điểm hiện tại, cũng như là tư vấn, sau đó sẽ tư vấn cho anh chị phương án làm sao để mua xe, có một chiếc xe giá rẻ nhất. Thì đầu tiên là Toyota Veloz được phân phối thị trường Việt Nam với 2 phiên bản và đều được lắp ráp tại Việt Nam luôn. Thì nếu mà trong trường hợp trong phương diện giảm thuế thì chiếc xe này sẽ nằm trong phương diện xe lắp ráp trong nước được giảm thuế. Và giá hiện tại của phiên bản tiêu chuẩn sẽ có giá niêm yết là 638 triệu và hiện tại thì bên em giảm là 34 triệu tiền mặt. Tính ra lăn bánh cho anh chị nó sẽ rơi vào khoảng 675 triệu lăn bánh. Và trả góp thì anh chị chuẩn bị trước cho em là khoảng 192 triệu. Ngoài ra thì tặng cho anh chị là gói phụ kiện chính hãng và có hai option lựa chọn là anh chị chọn gói lãi suất 0% năm đầu hoặc là bảo hiểm thân vỏ 1 năm. Đó là hai cái lựa chọn. Cả ba phiên bản thứ hai là phiên bản cao cấp nhất thì có giá niêm yết là 638 triệu và tính ra bọn em cũng đang giảm phiên bản cao cấp hơn là 660 triệu và tính ra bọn em vẫn đang giảm 34 triệu cho anh chị và tính ra lăn bánh sẽ rơi vào khoảng 701 triệu và trả góp anh chị chuẩn bị giúp em số tiền là 200 triệu và phiên bản này cũng được tặng như phiên bản tiêu chuẩn là phiên làm một gói thân vỏ này hoặc là trả góp 0% và thêm gói phụ kiện nữa. Vừa rồi thì em đã báo cho anh chị về giá lăn bánh thời điểm hiện tại và thứ hai là em sẽ tư vấn cho anh chị cái phương án làm sao so với cả kinh nghiệm của em trong vòng hai lần giảm thuế vừa qua thì những khách hàng mua xe được đầu tư rẻ nhất. Nếu mà anh chị đang có nhu cầu mua xe thực sự thì mình cứ lấy xe trước, mình đặt xe tháng 6 và sau đó đơn, sau đấy là mình sẽ đợi thuế tháng 7. Nếu mà trong trường hợp tháng 7 mà không có thuế thì mình vẫn cứ đăng ký bởi vì là giá xe bây giờ đã quá rẻ rồi. Còn nếu mà trong trường hợp mà có thuế thì tuyệt vời, là mình vừa được ưu đãi từ đại lý và cũng vừa được ưu đãi từ nhà nước. Nên là một chiếc xe anh chị tính ra sẽ rẻ hơn được khoảng tầm hơn 30 triệu nữa so với cái giá em vừa thông báo bên trên. Và vừa rồi thì em đã tư vấn cho anh chị. Còn hiện tại nếu mà anh chị nào chưa biết thì em giới thiệu thêm, trước mắt chúng ta đây là phiên bản Toyota Veloz Top, phiên bản cao cấp nhất, có ngoại thất màu đen. Thì ở phần ngoại thất của hai phiên bản thì chắc là nếu anh chị chưa tìm hiểu sâu về xe thì cũng sẽ khó phân biệt được hai phiên bản khác gì. Thì đầu tiên ở phần ngoại thất thì hai phiên bản sẽ có một chút khác biệt, là thứ nhất là cái cam 360, thì ở phiên bản cao cấp thì sẽ có cái mắt cam ở đây, nó hơi khó nhìn. Và cái thứ hai là có hai cái cam stereo ở trên kính lái, hai cái hình thang đấy ạ. Nó sẽ phụ trách cái chức năng là Toyota Safety Sense. Phiên bản cao cấp sẽ được trang bị Toyota Safety Sense. Và cái chi tiết thứ hai là ở phần bánh xe. Bánh xe của phiên bản cao cấp thì sẽ lớn hơn 1 inch so với phiên bản tiêu chuẩn. Có kích thước là 205/50R17, kích thước 17 inch và phiên bản tiêu chuẩn thì sẽ có kích thước là 16 inch. Gương thì trang bị là chống chói, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi và cảnh báo điểm mù. Ở phần đuôi xe thì sẽ được trang bị là hai cảm biến sau. Đó, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe thì rất tối ưu, chưa đến 6 lít trên 100 cây, chỉ 5,8 lít. Còn phần nội thất của xe thì xe sẽ được trang bị là ghế da pha nỉ, nội thất màu đen điệp thêm một chút màu xám. Kích thước màn hình 10 inch, điều hòa tự động, màn hình đa thông tin 7 inch. Chiếc xe này thì là một chiếc xe duy nhất trong phân khúc có chế độ ghế sofa. Mình có thể ngả hết cái hàng ghế thứ hai này ra để nối với hàng ghế thứ ba, tạo thành một cái ghế sofa ở hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba. Ở hàng ghế thứ hai thì có được trang bị thêm, thứ nhất là cái cửa gió hàng ghế thứ hai này, điều chỉnh gió và có thêm cả hai cổng sạc. Hàng ghế thứ ba của xe có cả tàu sạc ở hàng ghế thứ ba. Và đó là giá bán của chiếc xe Toyota Veloz thời điểm hiện tại. Anh chị nào có em tư vấn thêm về giá bán hoặc là có nhu cầu đặt xe thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline em ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.